Dạ vâng, thưa chị Mỹ Ngọc cùng quý vị khán giả thân mến. Từ bây giờ cho đến chiều, thời tiết sẽ không mấy dễ chịu đâu ạ. Trời nắng mạnh và nóng, nhiệt độ tăng nhanh. Hiện 11 giờ đang là 30 độ, nhưng đến 14 giờ chiều có thể tăng cao nhất lên 33 độ. Và đây cũng chính là mức nhiệt cao nhất trong ngày. Các nơi khác của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chiều nay cũng sẽ có nắng mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Riêng Vị Thanh và Châu Đốc là những nơi nóng nhất. Nhiệt độ ở đây 34 độ. Càng lên đến khu vực miền Đông Nam Bộ thì trời càng nắng gắt và nóng hơn. Chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 34 độ, còn các nơi khác như Biên Hòa, Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Tây Ninh nắng nóng, mức nhiệt là 35 độ. Ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 3, hoa tươi thường được lựa chọn để làm món quà bày tỏ sự yêu thương đến một nửa thế giới. Và trong tiết trời nắng và nóng như thế này, để giữ hoa được tươi lâu, chị em nên để hoa ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Và một cách cũng rất là đơn giản mà quý vị có thể tham khảo, đó là khi cắm hoa vào nước sạch, hãy pha thêm 2 thìa nước cốt chanh hoặc là giấm trắng. Việc này sẽ làm tăng nồng độ axit trong hoa, giúp hoa giữ được vẻ đẹp lâu hơn. Chuyển sang dự báo của thành phố biển Phú Quốc. Thưa quý vị, dự báo chiều nay, Phú Quốc sẽ có ít mây, trời nắng gắt, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Nếu đang du lịch tại đây thì du khách nên tránh ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ lúc này cho đến 14 giờ, bởi vì chỉ số tia cực tím có thể lên đến mức 11, mức cực kỳ cao, gây hại rất là nhiều đối với da và mắt của mình. Cùng đến với thời tiết trên biển. Thời tiết ở vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm quần đảo Nam Du, Phú Quốc và Thổ Chu, dự báo ngày hôm nay thời tiết nắng đẹp, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn đối với khu vực biển Bà Rịa, Vũng Tàu, cho đến Cà Mau, bao gồm quần đảo Côn Đảo, dự báo ngày hôm nay trời sẽ không có mưa, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động.